Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn cách lắp đặt phao điện cho bồn nước bể nước. Đây, quả bóng. Rồi. Mức phao tâm buộc cách nhau ra. Cái cách nhau khoảng 30 phân đến 40 phân. Còn hai dây này có sợi B1 và A1 thì chúng ta sẽ đấu A1 và A2. A2 dành cho chống chạm, A1 là dành cho bề ngầm chống cạn. Ta sẽ đấu A1. Dây điện này nó sẽ tách một cái vào chỗ máy bơm, tách dây nguội vào máy bơm, đấu vào hai đầu của máy bơm.